이게 그 상태다. 체력 4700, 방어력 329, 마저 201인 챔피언이 저지불과 실드 병 넘기는 거 있고요. 에어본 있고 심지어 쿨타임은 1초밖에 안 되고 마나는 15 들고 W는 심지어 변신하면 쿨 초기화에다가 패시브는 고정 피해가 들어가며 그 다음에 방마저를 올리면 올릴수록 스킬 가속이 생기고 Q에 스킬 가속이 생기고 스킬 속도가 빨라지고 그 다음에 공격력 개수가 있어가지고 W가 그 이 아! Nghe qua nội dung trên chắc chắn các bạn đã biết đây là vị tướng nào. Ngoài Smolder đang cực mạnh trong meta hiện tại, Sante cũng được Riot nhắm đến trong phiên bản 14.4. Bên cạnh đó họ còn tăng sức mạnh cho một vài vị tướng khu vực đường trên nhằm cân bằng lại hệ sinh thái hay vì chỉ có Aatrox như hiện tại. Hôm nay hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân điểm qua một số thay đổi đáng chú ý trong phiên bản 14.4 để xem có những gì hấp dẫn. Trước khi bắt đầu video, đừng quên like và sub ủng hộ luôn. Lao vào tìm kiếm Guma Yuzi. Guma vẫn tăng sức mạnh. Renekton kỹ năng Q vũ điệu ca sấu, hồi máu lên tướng tăng từ 12 đến 36 lên 12 đến 44, tỷ lệ sức mạnh công kích cộng thêm tăng từ 15% lên 17%. Kỹ năng E cắt và sắt, hồi chiêu giảm từ 16 đến 12 giây xuống 16 đến 10 giây. Chiêu cuối thần cá sấu, máu tăng từ 250-550 lên 300-700. Volibe kỹ năng Q sấm động, tốc độ di chuyển tăng từ 8-24% lên 12-32%. Kỹ năng E gọi bão, hồi chiêu giảm từ 13 giây xuống 12 giây. Chiêu cuối lôi thần giáng thế, hồi chiêu giảm từ 160-120 giây xuống 130-100 giây. Thời gian vô hiệu hóa trụ giảm từ 3-5 giây xuống 2-4 giây. Không còn miễn nhiễm với khống chế nhưng vẫn còn hiệu ứng không thể cản phá. Jay, sức mạnh công kích tăng từ 57 lên 59. Kỹ năng W, sấm chớp rền vang, hồi năng lượng tăng từ 10-20 lên 15-25. Sát thương tăng từ 35-110 lên 40-115. Kỹ năng E, lôi phạt, đẩy về giờ đây sẽ có cơ chế tương tự nổ lông cứa của Lee Sin. Để Lưu giải thích cho các bạn dễ hiểu hơn, từ lúc xuất hiện cho đến hiện tại, tính năng của lôi phạt sẽ luôn đẩy đối thủ về dù cho họ có sử dụng bất kỳ kỹ năng dạng dịch chuyển nào đi chăng nữa. Sau khi cập nhật phiên bản 14.4, Jay sẽ có cùng cơ chế của nổ lông cứa. Lôi phạt sẽ đánh văng đối phương bay ra xa hơn nếu họ đã tốc biến hoặc nhảy đi. Ba vị tướng đường trên được tăng sức mạnh sẽ là tiền đề tốt giúp khu vực này có nhiều lựa chọn hơn. Đặc biệt phải kể đến sức mạnh của thần cá sấu và Jay khi những con bài này có thể được lựa chọn nhiều hơn trong xếp hạng đơn lẫn đấu trường chuyên nghiệp. Volibe sẽ là một lựa chọn ổn dành cho những người chơi mới. Tuy nhiên vị thần gấu này đã bớt nguy hiểm khi chiêu cuối đã bị giảm thời gian hiệu lực lên trụ. Phiên bản 14.4, Ahri cũng nhận về tín hiệu đáng mừng khi máu theo cấp tăng từ 96 lên 104. Kỹ năng Q, quả cầu ma thuật, tỷ lệ sức mạnh pháp thuật tăng từ 45% lên 50%. Kama đang tỏ ra quá vượt trội ở đường giữa lẫn hỗ trợ, Riot đã tức tốc tăng sức mạnh cho những thiên địch của cô ta. Lulu, kỹ năng Q, ngọn thương ánh sáng, sát thương của ngọn thương thứ hai tăng từ 25% lên 50%. Kỹ năng E, giúp nào biết, sát thương tăng từ 75-235 lên 80-260. Lá chắn tăng từ 80-240 lên 80-260. Soraka, nội tại, cứu rỗi, tốc độ di chuyển tăng từ 70 lên 90%. Kỹ năng Q, vẫn tin, hồi máu khi trúng tướng tăng từ 50-110 lên 60-120. Chiêu cuối, nguyện ước, hồi chiêu giảm từ 160-130 giây xuống 150-120 giây. Thresh, giáp tăng từ 28 lên 31. Kỹ năng E, lưỡi hái xoáy, sát thương tăng từ 75-235 lên 75-255. Chiêu cuối đóng hộp, hồi chiêu giảm từ 140-100 giây xuống 120-80 giây. Kai'Sa, chiêu cuối bản năng sát thủ, tầm sử dụng tăng từ 1500-3000 lên 2000-3000. Phiên bản 14.4 sẽ là sự trở lại mạnh mẽ của các hỗ trợ thuật sư khi những top tier như Ba, Zyra, Maokai sẽ bị giảm sức mạnh. Việc tăng sức mạnh này không khiến cho Kama yếu đi. Mục tiêu của Riot chính là giúp cho khu vực đường dưới có nhiều sự lựa chọn hơn để đối đầu với kẻ được hải sản. Ngoài ra còn hạn chế sức mạnh của các hỗ trợ mở, những Nautilus, Bike hay Leona sẽ phải cân nhắc khi đưa ra quyết định tấn công. Riêng Soraka, Lu dự đoán sẽ trở thành hot pick trong phiên bản này vì được tăng lớn lượng tốc độ di chuyển ở nội tại. Bên cạnh đó, Kai'Sa sẽ dần trở lại với lỗi lên trang bị pháp sư.
khi giai đoạn đầu trận của cô ta ổn định hơn với những cú chiêu cuối từ khoảng cách xa. Giảm sức mạnh. 3. Giáp theo cấp giảm từ 5,2 xuống 5. Tốc độ đánh cơ bản và cộng thêm tăng từ 0,625 lên 0,658. Nội tại, thế giới màu nhiệm. Sát thương đánh tay mỗi 5 miếp giảm từ 14 xuống 10. Tỷ lệ sức mạnh phép thuật tăng từ 30% lên 40%. Kỹ năng quy, mắc xích không gian. Sát thương giảm ở mốc cuối từ 80-260 thành 80-240. Tỷ lệ sức mạnh phép thuật tăng từ 65% lên 80%. Aurelian Son. Kỹ năng quy, hơi thở hỏa tinh. Sát thương giảm từ 60-100 xuống 55-95. Tỷ lệ sức mạnh phép thuật giảm từ 35% xuống 30%. Ilaoi. Sát thương xúc tu giảm từ 9-162 xuống 9-185. Tỷ lệ sức mạnh công kích giảm từ 115% xuống 100%. Maokai. Giáp giảm từ 39 xuống 35. Kỹ năng quy, bụi cây công kích. Sát thương giảm từ 70-270 xuống 65-265. Chiêu cuối, quyền lực thiên nhiên. Thời gian trói giảm từ 0,8-2,6 giây xuống 0,75-2,25 giây. Fiora, kỹ năng W, phản đòn. Giảm tốc đánh giảm từ 50 xuống 25%. Twisted Fate, tốc đánh theo cấp giảm từ 3% về 2,5%. Kỹ năng W chọn bài. Tỷ lệ sức mạnh pháp thuật giảm từ 115% xuống còn 100%. Kỹ năng E, trảo bài. Tỷ lệ sức mạnh pháp thuật giảm từ 50 về 40%. Phiên bản 14.2 là đợt tăng sức mạnh khá khủng khiếp dành cho Đổ Thánh. Twisted Fate xuất hiện ở mọi nơi trong bản đồ Summoner Rift, từ lối lên đánh tay cho đến pháp sư dùng sát thương. Đợt tinh chỉnh nhẹ này sẽ cân bằng lại sức mạnh TF. Nếu bạn lên thuần phép thuật, cảm giác hắn ta sẽ thiếu đi một chút xíu sát thương so với thông thường. Varus, sức mạnh công kích giảm từ 62 xuống 60. Zera, sát thương của cây giảm từ 20-88 xuống 16-74. Sát thương cộng thêm linh quái tăng từ 40-100 lên 60-100. Kalista, dây thương sẽ được áp dụng nội tại phong thái quân nhân. Kỹ năng E, dây vò. Sát thương giảm từ 20-60 xuống 10-50. Không quá bất ngờ khi Maokai bị giảm sức mạnh thêm lần nữa. Những vị tướng còn lại bị giảm nhẹ chỉ số sẽ yếu hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa ao meta. Cân bằng tướng, Cresante. Máu tăng từ 570 lên 625. Năng lượng tăng từ 290 lên 320. Kỹ năng W, mở đường. Sát thương tăng từ 50% giáp và kháng phép lên 85%. Kỹ năng Q, thần khí Entofo dạng chơi khô máu, không còn làm chậm. Kỹ năng E, bước chân dũng mãnh dạng chơi khô máu. Tốc độ lướt giảm từ 1700 xuống còn 900. Tốc độ lướt đến đồng minh giảm từ 1800 xuống 1500. Giảm sự cơ động và hiệu ứng mềm sau khi kích hoạt chiêu cuối sẽ khiến Cresante bớt đi sự nguy hiểm ở cấp độ 6. Tuy nhiên, chỉ số cơ bản và mở đường của hắn ta được tinh chỉnh nhẹ sẽ là vấn đề lớn ở giai đoạn đầu trận, khi lượng máu và năng lượng của hắn tỏ ra khá vượt trội. Chắc chắn ở phiên bản này, Cresante vẫn là một lựa chọn tinh dùng dành cho các top lane. Smolder, kỹ năng Q, hơi thở bỏng cháy. Số vụ nổ phía sau giảm từ 2 cộng 1 mỗi 100 cộng dồn xuống 1 cộng 1,5 mỗi 100 cộng dồn. Smolder vẫn sẽ nhận cộng dồn nếu kẻ địch bị hạ gục trước khi quy bay tới. Kỹ năng W, Hatsi. Hồi chiêu tăng từ 13-11 giây lên 14-10 giây. Sát thương cơ bản thay đổi từ 70-150 xuống 50-170. Tỷ lệ sức mạnh phép thuật giảm từ 25% xuống 20%. Sát thương nổ tăng 65% sức mạnh phép thuật lên 80% sức mạnh phép thuật và 25% sức mạnh công kích cộng thêm. Chiêu cuối, mẹ ơi. Nếu Smolder bị hạ gục khi đang vận sức, chiêu cuối vẫn sẽ được dùng. Động thái này sẽ không thể ngăn cản Smolder trong thời gian tới. Người chơi vẫn có thể linh hoạt nâng cấp các trang bị tăng sát thương phép đáng kể như mặt nạ đọa đầy hay quyền trượng ác thần thay vì lên thuần sát thương chí mạng. Rek'Sai, tốc độ hồi máu giảm từ 7,5 xuống 5. Tốc độ di chuyển tăng từ 335 lên 340. Nội tại, cơn thịnh nộ Rek'Sai. Giảm 50% nộ khi đánh vào lính. Kỹ năng W, trồi lên. Sát thương giảm từ 50-190 xuống 50-150. Gây sát thương phép dựa trên 80% sức mạnh phép thuật. Kỹ năng E, ngồm ngoàm ngẫu nghiến. Hồi chiêu giảm từ 12 giây về 10 giây. Tỷ lệ sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 75% lên 100%. Gây thêm 6-14% máu tối đa khi đạt nổ ở mức tối đa. Chiêu cuối, tốc hành hư không. Tỷ lệ sát thương vật lý cộng thêm giảm từ 175% xuống 100%. Gây thêm sát thương theo phần trăm máu ở E, nhưng lại giảm tỷ lệ sát thương vật lý ở chiêu cuối. Mang tiếng là cân bằng, nhưng Riot vẫn chưa làm rõ sức mạnh của nấm mồ hư không. Chúng ta cần phải xem vị tướng này thể hiện thế nào trong thời gian tới.
trang bị. Đấu sĩ tiếp tục nhận được tin vui khi các trang bị hot beat được thay đổi theo hướng tích cực. Rìu mãng xà, hiệu quả hút máu từ kích hoạt tăng từ 100 lên 200%. Rìu đen, công thức thay búa gỗ hỏa ngọc kiểm dài thành búa gỗ búa chiến câu phiêu hồng ngọc, giảm giáp tăng từ 4% lên 5%. Số cộng dồn nội tại từ 24% cho 6 stack thay đổi thành 25% cho 5 stack. Nội tại tốc độ di chuyển vẫn sẽ kích hoạt kể cả khi sát thương bị chặn. Truy phản kích mới, nội tại tăng tốc độ di chuyển vẫn sẽ kích hoạt kể cả khi sát thương bị chặn. Tốc độ di chuyển từ kích hoạt sẽ giảm dần, thay đổi từ 1,5 giây thành 3 giây. Cung chặn vạn, số cộng dồn giảm từ 5 thành 3. Giáp kháng phép thay đổi từ 15-25 thành 18-14. Thay đổi công thức ghép, cung gỗ, kiểm BF, cung gỗ. Các trang bị pháp sư, quyền trưởng thiên sứ, quyền trưởng đại thiên thần, hỏa khuẩn, súng lục lưu đền, điểm hồi kỹ năng tăng từ 20 lên 25. Bản đồ thế giới và la bàn cổ ngữ. Thời gian sạc tăng từ 18 giây lên 20 giây. Thời gian nội tại xuất hiện lần đầu tiên thay đổi từ 2 phút 08 về 1 phút 50. Huyết trảo, sát thương cộng thêm đối với tướng đánh xa giảm từ 6% về 5%. Ngôi nổ hư không rắc rắc, sát thương giảm từ 50 xuống 20. Tỷ lệ sức mạnh phép thuật thay đổi từ 15% lên 20%. Sát thương dựa trên máu tối đa tăng từ 3% lên 4%. Thời gian hồi chiêu giảm từ 8-7-6 theo các cấp 1-11-16. Cổ xe mùa đông, hồi máu thay đổi từ 120 thành 7% máu tối đa. Tốc độ di chuyển thay đổi từ 90 giảm dần trong 4 giây thành 30% giảm dần trong 3 giây. Với những thay đổi trên, Riot muốn đưa đường dưới trở lại bình thường thay vì hỗ trợ mua trang bị khởi đầu sớm để đánh nhau. Những trang bị cấu rỉa như huyết trảo hay ngòi nổ hư không đã bị giảm sức mạnh sẽ giúp cho các trang bị hỗ trợ còn lại như khiên vàng thượng giới hay thú bông ảo mộng được chọn nhiều hơn. Cổ xe mùa đông được cân bằng phần nào sẽ gián tiếp làm giảm sự hiệu quả của các tướng hỗ trợ dồi dào khống chế như Rail hay Nautilus. Càng đánh càng nhanh cùng nhịp độ chết người. Tốc đánh với tướng cận chiến giảm từ 9-13,5% xuống 5-16% cấp 1, cấp 18. Chắc chắn Yasuo hay Yone sẽ gián tiếp bị giảm sức mạnh giai đoạn đầu trận trong đợt giảm sức mạnh điểm ngọt này. Anh em nhảy dài hẳn sẽ buồn lắm đây. Thay đổi hệ thống. Camera ở phía tim đỏ sẽ lệch xuống dưới một xíu để người chơi có thể thấy nhiều hơn. Bệ đá cổ, hồi máu mỗi giây tăng từ 8,4% lên 10,4% máu. Những chiêu thức kết nối như trói hồn của Morgana hay bội thu của Fiddlesticks sẽ kết thúc ngay khi kẻ địch bước ra khỏi tầm. Nhìn chung, phiên bản 14.4 sẽ có sự thay đổi rõ rệt ở khu vực đường trên và đường dưới. Những hỗ trợ thuật sư trở lại sẽ giúp meta muôn màu muôn vẻ hơn. Những Renekton hay Jay sẽ được tin dùng nhằm đối phó với quỷ kiếm Darkin đang thống trị khu vực đường trên. Sante và Casmonder đều đã được cân bằng theo phong cách Riot. Không biết tỷ lệ thắng của chúng sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta phải chờ phiên bản cập bến mới biết được. Trước khi rời đi, đừng quên để lại cho Lưu một like và sub. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.